mỹ lo ukraine thiệt hại lớn nga bất ngờ công bố tổn thất khi Kiev phản công đoạt xe tăng đức sẽ chiến đấu mỹ bị phá hủy trong trận địa mìn và pháo của nga bộ trưởng quốc phòng ý không chắc ukraine sẽ giành ưu thế khi phản công người dân ở Kherson kể chuyện sinh tồn trong lũ lụt các tin tức khác Trung Quốc hy vọng Mỹ giữ đúng cam kết không bắt ai chọn phe. Trong khi đó, tổng thống Biden vận động tranh cử ở bang Chiến trường. Colombia kết thúc chiến dịch tìm kiếm 4 đứa trẻ bị lạc 40 ngày trong rừng mưa nhiệt đới. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, theo RT, quan chức Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại quân đội Ukraine có thể chịu tổn thất nặng nề khi phản công ở vùng Donbass, dù được Washington cùng các đồng minh khác cung cấp nhiều hỗ trợ. Trả lời phỏng vấn đài CNN vào tối 8 tháng 6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ông không muốn nói nhiều về thương vong của Kiev trong bối cảnh giao tranh ngày càng khốc liệt xung quanh thành phố Bakhmut. Quan chức Nhà Trắng cho rằng Chuyện thông báo cục diện chiến trận sẽ do Ukraine hoàn toàn quyết định. Dù vậy, ông Kirby nói, đây là giao tranh và chúng tôi nhận thấy cường độ giao tranh rất ác liệt xung quanh Bakhmut. Bên cạnh đó, đụng độ cũng diễn ra từ Donbass đến tỉnh miền nam Zaporizhia, sẽ không thể tránh thương vong khi cuộc chiến tăng nhiệt như vậy. Ông Kirby nói thêm, Mỹ hướng tới đảm bảo cho Ukraine có đủ năng lực cần thiết cho cuộc phản công và quốc gia Đông Âu sẽ tự quyết định thời gian và chiến thuật. Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho chính quyền tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc phản công không chỉ đến từ Hoa Kỳ mà còn từ 50 đối tác khác. Quan chức nhà trắng nhấn mạnh. Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 6 cho biết các lực lượng Ukraine đã chịu thương vong nặng nề hơn nhiều so với dự đoán của Kiev. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cũng có lần hiếm hoi công bố số liệu thương vong của phía Moscow khi đối phương phản công. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng Ukraine đã mất hàng nghìn binh sĩ, hàng chục xe bọc thép, gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley của Mỹ. Trong một ngày chiến đấu của tuần này, Ukraine đã mất nhiều lựu pháo, khoảng 1.240 binh sĩ và 39 xe tăng các loại, đài RT trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Moscow ước tính tổn thất quân số của Kiev là hơn 3.700 binh sĩ trong 3 ngày đầu tiên của cuộc phản công, còn Nga mất 71 người các quan chức Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này. Ukraine chưa chính thức tuyên bố về thời điểm tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhắc lại thông điệp rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev về lâu dài, trong bối cảnh có nhiều lo ngại là sự ủng hộ của phương Tây sẽ giảm mạnh nếu Ukraine phản công thất bại. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8 tháng 6 tuyên bố sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine đến khi nào cần thiết. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua khoản viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 113 tỷ đô la cho Kiev tính đến nay. Và ông Biden bày tỏ hy vọng các nghị sĩ lưỡng đảng ở quốc hội sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn gần đây với ông John Kirby, người dẫn chương trình đài CNN đặt vấn đề Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Michelle Markov nhấn mạnh sẽ rất khó để đôi Capitol chấp thuận cấp thêm viện trợ nếu Ukraine không đạt được kết quả trên chiến trường. Khi được đề nghị bình luận về đánh giá của ông Marco từ Đảng Cộng Hòa, ông Kabay nói với CNN rằng chính phủ Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ nghị sĩ lưỡng đảng ở Quốc hội trong 15 tháng qua, và Tổng thống Biden nói rằng ông hy vọng sự hỗ trợ đó sẽ tiếp tục, bởi vì các nhà lập pháp hiểu rõ cần giúp Ukraine chống lại hiểm họa ở đất nước họ cũng là loại bỏ hiểm họa ở lục địa châu Âu. Phía Nga nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây ồ ạt đưa vũ khí ngày càng nguy hiểm đến tay Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ chạm trán giữa NATO và Moscow. Thưa quý vị, theo đài RT, nhiều video công bố ngày 9 tháng 6 cho thấy một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Đức sản xuất cùng với nhiều xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ phát triển đã bị vô hiệu hóa trong một nỗ lực đột kích thất bại của Ukraine. Theo RT, các video cho thấy một xe tăng Leopard 2A6 và nhiều xe Bradley bị phá hủy trong cuộc tấn công thất bại của Ukraine ở tỉnh miền nam Zaporizhia. Thì video khác dường như cho thấy một chiếc Leopard 2A4 đã bị nổ do cán mìn trong nỗ lực vượt qua phòng tuyến gần thị trấn Orekhov của Zaporizhia nhưng cũng thất bại. Hôm 8 tháng 6, đại tá Alexander Romanchuk chỉ huy một đơn vị Nga hoạt động ở Zaporizhia, khẳng định lực lượng của Kiev đã mất hơn 30 xe tăng trong một cuộc tấn công ban đêm. Theo ông, tổng thức đầu tiên mà đối phương phải gánh chịu là khi cố gắng vượt qua bãi mìn phức tạp, máy rà phá bom mìn cùng với 4 xe tăng Ukraine bị vô hiệu hóa. Ông Romanchuk nói thêm, khi đội hình Ukraine rối loạn, các lực lượng Nga sau đó đã nổ súng tấn công, khiến đối phương quay đầu rút lui. Hôm 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 1.240 binh sĩ và 39 xe tăng chỉ trong 24 giờ. Những thiệt hại khác của Kiev bao gồm mất 30 xe chiến đấu bộ binh, 38 xe bọc thép, hàng chục khẩu pháo, hai chiến đấu cờ hai tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp và 13 máy bay không người lái. Kiev đã không bình luận về những tổn thức được Nga liệt kê gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Rossetto cho rằng hiện không thể nói trước điều gì về kết quả cuộc phản công của Ukraine. Ông lưu ý những tuần tới sẽ rất khó lường. Theo Bộ trưởng Ý, Nga đã tạo ra các tuyến phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời có lợi thế về quân số và thiết bị quân sự. Nỗ lực phản công hiện nay của Ukraine đầy bất định và còn nhiều câu hỏi để ngỏ. Người Ukraine hiểu rõ điều đó. Đó là lý do tại sao họ kêu gọi được cung cấp tìm kích, ông Rossetto nói trong chương trình của đài truyền hình Ý phát sóng tối 9 tháng 6. Ông Rossetto nhắc lại quan điểm cách dễ nhất để đạt được hòa bình là làm cho những người đang tìm kiếm chiến thắng nhận ra điều đó là bất khả thi. Đó là lý do đằng sau việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm buộc Nga nhìn nhận để tiếp tục cổ máy chiến đấu sẽ phải trả cái giá quá đắt Ngoài ra, ông Rossetto nhận xét, phu vỡ đập Kharkovka gần đây làm chậm tiến trình đạt được ngừng bắn, một bước hướng đến đàm phán hòa bình. Một phần ngôi nhà bị tàn phá do lũ lụt ở miền nam Ukraine đã trôi tận tới thành phố Odessa, ven biển đen. Video của một nhà lập pháp Ukraine cho thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này, trong khi cơn đại hồng thủy vẫn nhấn chìm một vùng rộng lớn. Hello. Trong video đăng lên Twitter ngày 9 tháng 6, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko chỉ vào những mảnh vỡ nằm rải rác trên bãi biển có tên Cá Heo của tỉnh Odessa và nói rằng đây là một phần của thảm họa do việc phá hủy con đập ở miền nam Ukraine. Con đập lớn có từ thời Liên Xô, dưới sự kiểm soát của Nga, đã vỡ vào đạn sáng ngày 6 tháng 6, gây lũ lụt tràn qua một vùng giao ranh và đe dọa tính mạng sinh kế của hàng chục nghìn người. Cả hai bên trong cuộc chiến ở Ukraine đều đổ lỗi cho bên kia vì việc phá hủy con đập, trong khi một số quan chức thân Moscow cho rằng nó có thể bị sập từ bên trong sau khi chịu thiệt hại từ lâu. Tổ chức nghiên cứu địa chấn NOSA từ Na ngày 9 tháng 6 cho biết, dữ liệu được thu thập từ các trạm địa chấn ở khu vực cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một vụ nổ xảy ra tại đập Kharkovka. Người dân sống sót sau lũ lụt ở khu vực do Nga kiểm soát tại miền nam Ukraine đã kể với Reuters về trải nghiệm kinh hoàng của họ. Bà Maria Mikhailovna cho biết, hai vợ chồng thức giấc lúc rạng sáng 6 tháng 6 và nhìn thấy đồ đạc đã chìm trong dòng nước sau đó, hai người hưu trí mới hay tin đập nước Novakavka bị vỡ. Nếu trong nhà cao ngang thắt lưng, lúc nửa đêm, mọi thứ còn đều khô ráo. Nhưng bây giờ trôi nổi trong biển nước, người đàn ông 73 tuổi chống gậy đi lại chậm chạp cho biết. Chúng tôi đi lại khó khăn. Chúng tôi đi ra ngoài khi thấy nhà ngập lũ. Và may mắn là có người qua đường. Họ giúp chúng tôi đến cửa hàng có tên Vostok. Sau đó, chúng tôi cố gắng đến chỗ bạn bè để nương nhờ, bà Maria nói với Reuters tại thị trấn Hola, Kristan, do Nga kiểm soát ở tỉnh miền Nam Cơ Sinh. Bà Maria nói rằng, nước dân lên nhanh khiến vợ chồng bà phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Họ rất biết ơn vì lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ. Hiện giờ, họ đã được xuồng máy của cơ quan Nga đưa đến nơi an toàn cùng với những người hưu trí khác vào hôm 8 tháng 6. Hồi năm ngoái, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Hola Kristan, một thị trấn từng có khoảng 13.000 người sinh sống. Hiện giờ, cả Nga và Ukraine đều dùng xuồng để đi qua vùng đủ cố gắng sơ tán nhiều người dân. Hai bên cũng đổ lỗi cho nhau, gây ra vụ phá vỡ con đập và pháo kích vào dòng người sơ tán. Người dân bán đảo Crimea không khỏi lo ngại về nguồn nước tưới tiêu sau sự cố vỡ đập Kakhovka, ảnh hưởng có thể kéo dài nhiều năm. Người đứng đầu bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, mực nước của kênh đào đưa nước ngọt từ sông Dni-pro ở miền nam Ukraine đến băng đảo đã suy giảm thấy rõ trong thảm kịch lũ lụt hiện nay. Phía trên Telegram, Quân chức Sergei Asyonov cho biết hiện tại Trum có đủ trữ lượng nước, nhưng mức độ rủi ro sẽ trở nên rõ ràng trong những ngày tới. Kênh Đà Bắc Trum từng bị Ukraine ngăn lại sau khi Nga xác nhập bán đảo năm 2014 vì phong tỏa dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng và chỉ chấm dứt sau khi lực lượng Nga kiểm soát được dòng kênh vào tháng 3 năm 2022. Phóng viên Reuters đã nói chuyện với một số người dân ở vùng nông thôn Trum về việc liệu họ có lo lắng cho nguồn cung cấp nước của bán đảo hay không. Một số người cảm thấy không quá lo ngại vì họ có nguồn cung cấp nước riêng, nhưng những người khác nói rằng hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, khó tránh bị ảnh hưởng nặng nề. Khu vực đô thị cũng có nguy cơ thiếu nước kéo dài hơn. Tác động của tình trạng thiếu nước khô hạn có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại miền Nam Ukraine và bán đảo Crimea trong nhiều năm tới, các chuyên gia nói với Reuters. Hầu hết ngành nghề bị đảo lộn ở Ukraine từ khi xung đột bùng phát. Với những thợ mỏ khai thác than công việc của họ vốn đã nguy hiểm giờ còn rủi ro hơn gấp nhiều lần. khi cả bên dưới lòng Đức vẫn không có cách nào thoát khỏi khủng hoảng ukraine, cuộc xung đột đã làm nảy sinh những vấn đề mới và nghiêm trọng đối với các mỏ than của đất nước đông âu từ việc những người khai thác phải lên đường ra trận đến các cuộc không kích nhằm vào các hầm mỏ. dù vậy các mỏ khoáng sản vẫn tiếp tục hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn chứng minh ý chí bền bỉ của những người thợ ukraine. anh victor krasneshov chỉ sư trưởng T1 Mỏ Thang ở miền đông Ukraine cho biết chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức mới, những vấn đề mới phát sinh trong quy trình sản xuất. Điều này bao gồm khó khăn về cung cấp thiết bị. Một thách thức khác là về nhân sự, có nhiều người đã đi, có nhiều khác mới đến giữa xung đột. Ngoài ra, các cuộc không kích cũng dẫn tới mất điện kéo dài. Năm ngoái, có mấy lần chúng tôi phải ngưng sản xuất. Anh Kuznetsov cho biết hơn 400 công nhân đã được huy động kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 2 năm ngoái thơ mỏ Andriy Yudnov là một trong những người đã phải di dời chỗ ở do giao tranh. Anh chia sẻ, chúng tôi nói với nhau rằng xung đột cũng len lỏi tới đây, khủng hoảng kéo tới dưới lòng Đức. các cơ sở nhiều lần bị rung chuyển và mất điện. Chúng tôi phải ra ngoài bằng lối thoát hiểm giữa bóng tối. Kỹ sư Kuznetsov cho biết, một phần tiếp tục hoạt động, tương tự như tuyến đường sắt vẫn chạy, nông dân vẫn cày bừa và giáo viên Ukraine vẫn dạy học dưới hầm trú ẩn hay các nhà ga tàu điện ngầm. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga mới đây bày tỏ bất bình với phán quyết của tòa án ở Hà Lan về trao trả bộ sưu tập cổ vật cho Ukraine. và cho biết sẽ không im lặng bỏ qua chuyện này. Bà Zakharova cho biết phán quyết của tòa án tối cao Hà Lan về việc bàn giao bộ sưu tập cổ vật bằng vàng thuộc về các bảo tàng ở Trùm cho chính phủ Ukraine sẽ dẫn tới phản ứng thích đáng của Nga. Theo TASS, tòa án tối cao Hà Lan hôm 9 tháng 6 quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa án phúc thẩm Amsterdam về chuyển bộ sưu tập vàng Sitia cho Ukraine. Bà Zakharova bình luận, điều này không làm chúng tôi ngạc nhiên, khó có thể mong đợi bất kỳ quyết định nào khác, do Hà Lan hỗ trợ vô điều kiện cho bất kỳ yêu cầu nào của Ukraine, kể cả những yêu cầu vô đạo đức nhất. Đáng chú ý, phán quyết được tuyên 3 tháng trước ngày dự kiến ra quyết định chính thức, dẫn đến lo ngại về lý do đằng sau sự vội vàng này. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, Phán quyết của tòa án tối cao Hà Lan đặt ra một tiền lệ nguy hiểm khác, làm xói mòn niềm tin trong cộng đồng bảo tàng mà có phản ứng phù hợp của Nga. Người phát ngôn cho biết, cổ vật băng vang của người cổ đại Sistia là một phần di sản phong hóa của Trùm và không một quyết định nào của các thẩm phán thiên vị có thể bác bỏ sự thật này. Công lý và lịch sử sẽ chiến thắng. Theo Tass, bộ sưu tập nói trên gồm 2.000 món đồ băng vàng thời cổ đại, được trưng bày tại bảo tàng online Pearson thuộc Đại học Amsterdam, Hà Lan vào tháng 2, năm 2014, ngay trước khi nga xác nhận bắn đảo Trum vào tháng 3, ukraine xem Trum là một khu vực lãnh thổ và hoan nghênh quyết định của tòa án Hà Lan về trao trả cổ vật cho Kiev. ngược lại, nga tuyên bố Trum đã trở lại là một phần của liên bang nga, phù hợp với lịch sử và được Moscow bảo vệ bằng mọi giá. trong một động thái ngoại giao khác. Quốc gia Bắc Âu Iceland đã quyết định đình chỉ hoạt động của đại sứ quán ở Moscow từ tháng 8 tới. Bộ ngoại giao Iceland sẽ đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Iceland tại Moscow từ ngày 1 tháng 8, đồng thời yêu cầu Nga giảm các hoạt động ngoại giao tại thủ đô Reykjavik. Thông báo của Bộ ngoại giao Iceland hôm 9 tháng 6 cho biết, việc đình chỉ hoạt động của sứ quán là kết quả của quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị giữa hai nước xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Ngoại trưởng Thordis Gífurðører cho biết Tình hình hiện tại đơn giản là không cho phép nguồn lực ngoại giao có hạn của Iceland vận hành một đại sứ quán ở Nga. Đại sứ Nga đã được Bộ Ngoại giao Iceland thông báo về quyết định này vào hôm 9 tháng 6. Quốc đảo châu Âu khẳng định quan hệ Iceland và Nga sẽ không cắt đứt và đại sứ quán sẽ được mở lại sau khi bình thường hóa quan hệ song phương. Iceland có liên hệ chặt với EU dù không phải là thành viên của khối, mà khác Iceland là nước duy nhất không có quân đội trong số các quốc gia thành viên NATO. Chuyển sang các tin tức khác, Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ nước này hy vọng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ hiện thực hóa những điều mà Ngoại trưởng Antony Blinken đã đề ra giúp cải thiện mối quan hệ băng giá giữa hai siêu cường. Trong chuyến thăm ở đập Saudi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8 tháng 6 khẳng định đất nước của ông không yêu cầu bất cứ ai lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bừng hôm 9 tháng 6 cho biết Trung Quốc hy vọng các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ trên khắp thế giới có thể tuân theo lời cam kết của Ngoại trưởng Blinken. Chúng tôi đã nghe thấy những tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn thế giới có thể thực hiện cam kết của Ngoại trưởng Blinken là không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào chọn bên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ thực sự áp dụng tư duy cởi mở và bao dung đối với quan hệ của các nước khác với Trung Quốc chúng tôi cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ ngừng các hành động đàn áp các công ty Trung Quốc như Huawei, ngừng ép buộc các đồng minh hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, ngừng sử dụng lợi ích làm mồi nhử buộc các nước khác từ bỏ nỗ lực hợp tác với Trung Quốc, ngừng tung tin thất thiệt như bẫy nợ Trung Quốc. George Washington, Tổng thống lập quốc của Hoa Kỳ, từng cho rằng hành động chứ không phải lời nói mới là yếu tố gắn kết bạn bè. Trong khi chú ý đến những gì Hoa Kỳ nói, chúng tôi còn quan tâm nhiều hơn đến hành động của họ. Quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng trong hàng loạt vấn đề từ an ninh ở eo biển Đài Loan đến việc Nhà Trắng siết chặt các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc. Rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm dễ sống chính trường Mỹ. Hiện tâm điểm chú ý tập trung vào công tố viên đặc biệt Jack Smith, người dẫn đầu việc truy tố ông Trump trong vụ án liên bang với cáo buộc cựu Tổng thống xử lý sai cách các tài liệu mật khi rời Nhà Trắng. Hôm 9 tháng 6, ông Smith nói rằng điều quan trọng là phải thực thi pháp luật để bảo vệ an ninh quốc gia, luật của đất nước chúng ta hướng tới bảo vệ thông tin quốc phòng và điều đó vô cùng quan trọng đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Các điều luật cần phải được thực thi toàn diện, triệt để. Ông Smith cho biết trong một thông cáo báo chí, Hoa Kỳ có luật và luật áp dụng cho tất cả mọi người. Ông nói thêm, ông khẳng định tất cả bị cáo đều được xem là vô tội cho đến khi họ bị chứng minh có tội. Ông Smith cho biết sẽ cố gắng để nhanh quá trình xét xử trước một bồi thẩm đoàn ở bang Florida. Các công tố viên Mỹ ngày 9 tháng 6 đã công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống lại ông Trump trong đó, các buộc cựu tổng thống mạo hiểm trong việc xử lý một số bí mật an ninh nhạy cảm nhất của đất nước sau khi rời Nhà Trắng năm 2021. Bản cáo trạng viết rằng ông Trump đã xử lý sai các tài liệu mật, bao gồm thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Hoa Kỳ và các lỗ hổng tiềm tàng của đất nước trong trường hợp bị tấn công. Theo cáo trạng, ông Trump được cho là đã thảo luận với các luật sư về khả năng nói no dối những quan chức chính phủ tìm cách thu hồi các tài liệu. Một số tài liệu đã đặt trong nhà vệ sinh hoặc di chuyển khỏi vị trí ban đầu trong nhân thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida nhằm tránh bị phát hiện. Bộ Thư pháp đã công khai 37 cáo buộc đối với ông Trump. Một cựu trợ lý của ông, Quat Nauta, cũng phải đối mặt với cáo buộc trong vụ án. Ông Trump sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên trong vụ kiện này tại tòa án thành phố Miami vào thứ Ba, 13 tháng 6, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông. Về lý thuyết, án phạt cao nhất mà ông Trump phải đối mặt là 20 năm tù. Ông Trump đã tuyên bố tôi vô tội sau khi các cáo buộc được tiết lộ ông đã chỉ trích công tố viên Smith trên mạng xã hội. Anh ta là một kẻ ghét Trump, một người tâm thần loạn trí, không nên tham gia vào bất kỳ điều gì liên quan đến công lý. Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Just Social do ông sáng lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 6 đã ca ngợi các khoản đầu tư và nỗ lực tạo việc làm của chính quyền ông trong chuyến đi tới một trường cao đẳng cộng đồng ở Bắc Carolina. Ông Biden cho rằng các trường cao đẳng cộng đồng có tiềm lực mạnh mẽ nhưng chưa thể phát huy đầy đủ. Ông gọi đó là bí mật được dự kiến nhất của Hoa Kỳ. Nhưng sự cạnh tranh toàn cầu và các dự án luật mới của chính phủ đã giúp thu hút sự quan tâm lớn hơn. Chúng tôi tiến hành kế hoạch tổng thể để đầu tư mạnh mẽ vào khoa học, đưa những phần cốt lõi trong chuỗi cung ứng toàn cầu trở về Hoa Kỳ, chẳng hạn như chất bán dẫn. Ông Biden phát biểu tại trường cao đẳng cộng đồng NEF ở Rocky Mo bang Bắc Carolina. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ và phu nhân Joe Biden đến Bắc Carolina để thảo luận về các chương trình đào tạo lực lượng lao động Họ cũng đến thăm căn cứ quân sự Fort Library mới được đổi tình để nhấn mạnh những nỗ lực mới nhằm giúp đỡ các cựu chiến binh và gia đình. Bắc Carolina là một bang chiến trường quan trọng, không nghiêng hẳn về đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Những bang như vậy là ẩn số quyết định kết quả cuộc bầu cử toàn quốc năm sau. Đảng Cộng Hòa cũng tiến hành hàng loạt cuộc vận động ở Bắc Carolina trong những tuần qua. Đối với ông Biden, Reuters nhận xét vì Tổng thống đương nhiệm đang muốn được cử tri công nhận vì sự điều hành hiệu quả của chính quyền ông đặc biệt về các vấn đề phi đảng phái như việc làm. Cơ hội của ông Biden, 80 tuổi, phần nào tăng lên sau khi ông Trump đối mặt hàng loạt vụ kiện. mà khác, ông Biden không bị thách thức cam gò trong nội bộ đảng Dân Chủ, trong khi ông Trump sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm ở đảng Cộng Hòa trên đường đua tới Nhà Trắng năm 2024. Tổng thống Mỹ đương nhiệm thường có ưu thế mạnh mẽ, nhưng chính trường Mỹ ngày càng khó đoán hơn. Ông Biden dự kiến sẽ tham dự một cuộc meeting với các thành viên công đoàn vào ngày 17 tháng 6 tại Philadelphia, bang Bắc Carolina với 15 phiếu đại cử tri là một bang quan trọng mà ông Trump đã giành được năm 2020, mặc dù chỉ với cách biệt nhỏ. Thưa quý vị, một kết quả khảo sát mới đây cho thấy, đa số người dân châu Âu nghĩ rằng không thể dựa vào Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh. Đã đến lúc châu Âu cần tự xây dựng và nâng cao khả năng phòng thủ. Hãng tin Sputnik ngày 7 tháng 6 cho hay, theo kết quả thăm dò từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, 74% người được khảo sát cho rằng khu vực này cần xây dựng khả năng phòng thủ độc lập. Trong cuộc khảo sát vào năm 2020, tỷ lệ này chỉ ở mức 66%. Bên cạnh đó, Niềm tin dành cho Mỹ cũng phần nào giảm sút. Trong cuộc khảo sát vào năm 2020, 11% người được hỏi tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ châu Âu. Kết quả khảo sát mới đây cho thấy chỉ 8% người được hỏi tin vào sự bảo vệ từ Washington. Cuộc thăm dò vừa qua được thực hiện dựa trên việc khảo sát công dân của 9 quốc gia châu Âu. Được biết, vào tháng 8 năm trước, Đức đã khởi xướng sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu, một dự án nhằm đảm bảo an ninh khu vực với sự tham gia của 14 thành viên NATO ở lục địa già. Tại điểm nóng châu Phi, hai bên giao chiến ở Sudan vừa nhất trí ngừng bắn 24 giờ, Reuters đưa tin. Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ hôm 9 tháng 6 thông báo, hai bên tham chiến ở Sudan đã thống nhất lệnh ngừng bắn 24 giờ. Thỏa thuận giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh ASF có hiệu lực từ 6 giờ sáng hôm nay, 10 tháng 6, kéo dài đến 6 giờ sáng ngày mai. Các bên đồng ý rằng trong thời gian ngừng bắn, họ sẽ kiềm chế các hoạt động bị cấm, không không kích, pháo kích, không củng cố vị trí hay điều động lực lượng hai bên cũng đồng ý cho phép người dân di chuyển an toàn và cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên cả nước. Nếu được tuân thủ, lệnh ngừng bắn 24 giờ sẽ tạo cơ hội quan trọng để hỗ trợ nhân đạo và cho các phe đối địch xây dựng niềm tin trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi. Theo CCTV, quân đội Sudan nêu cam kết tuân thủ ngừng bắn, nhưng cũng bảo lưu quyền hành động xử lý bất kỳ sự vi phạm đình chiến nào của phía bên kia. Tình trạng bất ổn bùng phát từ ngày 15 tháng 4 tại thủ đô của Sudan sau đó lan sang các thành phố lân cận và nhiều vùng khác. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ Bắc Đông về việc sát nhập lực lượng bán quân sự ASF và quân đội Sudan như một phần của quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự. Hai bên đã từng ký các thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo, nhưng giao tranh vẫn liên tục tiếp diễn ở một số khu vực như Khartoum, trong khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Đài CCTV cho hay, ngành y tế Sudan đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ do cơ sở hạ tầng và nhiều bệnh viện ở nhiều thành phố bị hư hại hoặc thậm chí bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF. Trong hơn một tháng qua, các bệnh nhân từ thủ đô Khartoum của Sudan buộc phải tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc men ở những khu vực khác. CCTV cho hay, từ khi giao tranh nổ ra ở Sudan vào tháng 4, hơn 70% bệnh viện đã ngừng hoạt động do nằm quá gần các khu vực xảy ra đụng độ Tổ chức Y tế Thế giới còn xác nhận một số cơ sở y tế thậm chí đã trở thành mục tiêu trong các cuộc giao tranh. Ngay lúc này, mặc dù thuốc men và thiết bị y tế đã được Liên hợp quốc và các tổ chức khác tặng cho các bệnh viện ở Sudan, nhưng quá trình vận chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn. Hành lang nhân đạo tại Sudan chưa thể đảm bảo khi các bên liên tục giao tranh bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn. Bốn đứa trẻ Colombia đã bị thất lạc 40 ngày trong rừng sau vụ tai nạn máy bay gây thiệt mạng cho tất cả ba người lớn đi cùng. Chiến dịch tìm kiếm chưa từng có mang tên Hy vọng của quân đội Colombia đã kết thúc và kết quả khiến mọi người vỡ òa bật khóc vì xúc động. Bốn đứa trẻ đã được lực lượng vũ trang Colombia giải cứu vào hôm 9 tháng 6, kết thúc 40 ngày bị lạc trong rừng mưa nhiệt đới. Các em được máy bay chở tới thủ đô Bogota vào chiều nay, 10 tháng 6. Tại phi trường, bốn xe cứu thương đã đợi sẵn để đưa các em đến bệnh viện quân y kiểm tra sức khỏe tổng quát. Máy bay cũng chở quan chức địa phương và các quân nhân tham gia nhiệm vụ giải cứu. Cha của những đứa trẻ, ông Manuel Tronoque cũng có mặt. và của ông đã thiệt mạng khi chiếc Cessna 206 rơi xuống rừng. Cơ trưởng và cơ phó cũng tử nạn. Họ di chuyển giữa hai tỉnh của Colombia để đoàn tụ gia đình sau khi ông Manuel phải đến nạn do bị phiến quân đe dọa. Bốn đứa bé đã xoay sở sống sót trong rừng từ ngày 1 tháng 5 và cuối cùng được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Kawita. Người bản địa từ cộng đồng Murui, từ Putumayo, đã tìm thấy những đứa trẻ và sau đó giao cho lực lượng quân đội. Tư lệnh lực lượng vũ trang Colombia, tướng Petro Sanchez cho biết, chính quyền Colombia hiện đang nỗ lực tìm kiếm chú chó cứu hộ Wilson đã mất tích trong nhiệm vụ, nhưng ông Sanchez nói rằng việc này thật khó khăn. Các anh chị em 13, 9, 4 tuổi và một em bé hiện 12 tháng tuổi đã sống sót. Chiến dịch hy vọng khép lại với một phép màu theo CCTV, gia đình bà con của các đứa bé, nhân viên cứu hộ và hàng triệu người Colombia khác đã vỡ òa xúc động khi nhận được tin tốt lành ngày 9 tháng 6. Đài CCTV ngày 9 tháng 6 đưa tin, sau những ngày mưa lớn không dứt, một số khu vực miền Nam Trung Quốc đã bị lũ lụt nghiêm trọng, dòng nước nhấn chìm các con đường và một số nhà dân. Lực lượng cứu hộ chật vật di chuyển qua dòng lũ sau đến thác lưng để cứu một số người bị mắc kẹt trong ô tô ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Những cơn mưa đầu hè như trút nước cũng diễn ra ở thành phố Bắc Hải, thuộc Quảng Tây. Nơi này ghi nhận lượng mưa 453 mm hôm 8 tháng 6, đạt kỷ lục ngày mưa tháng 6 lớn nhất từng được ghi nhận ở địa phương. Cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Nam trong những ngày tới. Cùng lúc, vùng Đông Bắc có thể sẽ hứng chịu những cơn dông bão bất ngờ. Trung Quốc ngày càng cảnh giác hơn về thời tiết khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Gần đây, tỉnh Quảng Tây đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng, hiếm gặp vào tháng 5 với lượng mưa giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm. Một công ty Trung Quốc đã hoàn thành dự án phát triển tuyến tàu đường sắt hạng nhẹ chạy bằng năng lượng mới đầu tiên ở Argentina. Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất một loại tàu như vậy để xuất khẩu, theo đài CCTV. Đường sắt hạng nhẹ là một hình thức vận chuyển hành khách bằng đường sắt đô thị. Đặc điểm nổi bật của nó là kết hợp giữa phương tiện chạy bằng điện với các tính năng vận chuyển nhanh, ở Argentina sẽ chạy bằng pin LFP-Ion nhằm khai thác nguồn năng lượng mặt trời dồi dào của quốc gia Nam Mỹ. Các nhà chức trách Argentina đã cùng với CRRC Tangshan, công ty sản xuất đầu máy, tham gia buổi lễ hoàn thành dự án vào hôm 6 tháng 6 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tàu sẽ được sử dụng ở tỉnh Jujuy của Argentina. Theo CCTV, các cửa sổ lớn của tàu giúp du khách thoải mái ngắm cảnh khi di chuyển đường dài. Thiết kế bên ngoài của tàu lấy cảm hứng từ các dãy núi nổi tiếng của địa phương Argentina. Dự án đường sắt hạng nhẹ sử dụng năng lượng mới đã được ký kết giữa công ty CRRC Tangshan và chính quyền tỉnh Jujuy năm 2022. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 10 cùng năm. Các nhà khoa học từ Đại học Stanford Mỹ từ lâu nhận thấy ếch đực có thể xác định phương hướng tốt hơn ếch cái, nhưng không hiểu lý do vì sao. Chính xác hơn, họ có một số giả thuyết để kiểm chứng, họ thiết kế những chiếc quần gắn sóng vô tuyến tí hon cho ba loài ếch độc ở Nam Mỹ nhằm theo dõi sự di chuyển của chúng trong rừng mưa nhiệt đới. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Stanford đã dành gần một năm trong các khu rừng nhiệt đới dày đặc tại các địa điểm khác nhau ở vùng lãnh thổ Guyana thuộc Pháp và ở Ecuador để tìm hiểu lý do tại sao với loài ếch, con đực và con cái có khả năng khác nhau trong việc tìm đường. Đó là một chủ đề được nghiên cứu nhiều với các loài động vật có vú, nhưng không phải ở ếch. Tiến sĩ Andreas Pasukonis, một nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford, nói với Reuters, Tôi rất thích loài ếch, tôi thích tìm hiểu hành vi của động vật và đào bới các chủ đề bị bỏ quên. Tôi cảm thấy mọi người xem rằng các khả năng của loài vật đều bắt nguồn từ bản năng của chúng và không muốn tìm hiểu thêm. Học giả từ Stanford nói, Ông Pasukonis và các đồng nghiệp muốn kiểm chứng hai giả thuyết khác nhau về lý do tại sao ở nhiều loài như gặm nhấm, con đực có chiều hướng tìm đường giỏi hơn con cái. Một giả thuyết cho rằng con đực di chuyển nhiều hơn và rèn luyện kỹ năng tốt hơn. Giả thuyết này được gọi là chuyên môn hóa thích ứng. Giả thuyết khác cho rằng khả năng điều hướng tốt hơn là tác dụng phụ may mắn của việc có hormone testosterone cao hơn, còn gọi là giả thuyết nội tiết tố androgen cao. Nhóm nghiên cứu chọn cá thể từ ba loài ếch độc đều là các bậc cha mẹ khỏe mạnh và mang nòng nọc trên lưng. Chúng đã thể hiện kỹ năng di chuyển khác nhau trong cuộc nghiên cứu. Tuy vậy, câu hỏi là nhóm nghiên cứu làm sao biết những người bạn nhỏ của họ ở đâu trong rừng? Ông Pasukonis đã tìm ra câu trả lời. Tôi đã làm việc trong nhiều năm để cố gắng tìm hiểu hành vi của những con ếch nhỏ này bằng cách gắn những chiếc thẻ theo dõi tí hon lên chúng. Và đó cũng là lời đáp cho câu hỏi ở đầu bài. Vì sao các nhà khoa học mặc chiếc quần đặc biệt cho ếch? Chiếc quần này có thắt lưng được làm thủ công bằng silicon, vừa vặn cho những con ếch có kích thước từ 2 đến 4 cm. Trang phục cũng gắn thẻ có anten để theo dõi vị trí. Ban đầu, bọn ếch tỏ ra khó chịu với trang phục và tìm cách cởi bỏ nó, nhưng chúng quen dần và tiếp tục cuộc sống của mình trong rừng. Sau vài tuần, bọn ếch được tập hợp lại, các nhà khoa học thu thập kết quả từ những chiếc thẻ đầy áp dữ liệu. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí eLife. Theo đó, kết quả lần này cho thấy giả thuyết về androgen cao được củng cố hơn so với giả thuyết chuyên môn hóa thích nghi. Nghiên cứu lần này thách thức hiểu biết lâu nay của khoa học, cho rằng khả năng xác định phương hướng trong không gian là do rèn luyện và thích nghi. Nhưng hóa ra, ở loài ếch, hóc môn giới tính lại tác động đến khả năng tìm đường. Liệu điều này có đúng với các loài vật khác hay không? Có lẽ sẽ cần thêm thử nghiệm với những thiết bị đặc biệt khác. tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại